Hơn 200 diễn viên quần chúng của Bình Liêu, Quảng Ninh đã tập trung tại khu rừng sở thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm sáng 16 tháng 12 để trình diễn trong lễ khai mạc Hội Hoa sở Bình Liêu năm 2023. Hội Hoa sở Bình Liêu có chủ đề Hoa sở hát tình ca, diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa thể thao gồm chương trình nghệ thuật khai mạc, trò chơi dân gian, thi trưng bày cụm rong giềng, giao lưu và biểu diễn dân vũ, mua sắm tại các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP Bình Liêu, trưng bày các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề về miền hoa sở, hội thi họa mi chiến mở rộng, giải đua xe đạp và chương trình lửa trại. Huyện tiếp tục xây dựng hội hoa sở thành một sản phẩm, thành một điểm nhấn trong phát triển du lịch của mùa đông. Thông qua những cái tiết mục văn nghệ truyền thống dân tộc của đồng bào các dân tộc thì làm tôn vinh và lên hình ảnh của hoa sở, cũng như là giới thiệu về đời sống và con người của người Bình Liêu gắn liền với lại cây hoa sở.